Aldehyde được định nghĩa là hợp chất hữu cơ mà có nhóm chó đính vào H hoặc đính vào C nhá, đính vào H hoặc đính vào C. Trừ một từ đây để cho đây 2N trừ 1 cộng 1 thì bằng 2N. Đúng không ạ? Từ đây suy ra tách từ 2N ra. Ok chưa? Aldehyde là có nhóm chó cắm vào anh H và anh C. Các bạn lưu ý ạ, cấu trúc của anh chó C nối đôi O này, H này. Đấy. Mình nhìn vào cấu trúc của anh chó này thì mình sẽ thấy này, là trong anh chó này nó sẽ có một pi, một pi của C nối đôi O và một O. Đúng chưa? Riêng anh chó có nhá. Còn công thức tổng quát của mọi aldehyde nó sẽ là R chó tất cả x lần. Đúng chưa? R chó tất cả x lần. Vậy bây giờ mình đi xây dựng công thức tổng quát của aldehyde no đơn hở. Aldehyde no đơn hở. Aldehyde no hai chức hở. Đấy chưa? Aldehyde không no một đối đôi CC đơn hở. Rồi bây giờ mình xử cái thằng aldehyde no đơn hở trước. Khi nhắc đến aldehyde no đơn hở có nghĩa nói là gốc R nó no, gốc R no tương ứng với lại là không pi, đơn tương với một con chó, đây một con chó đây thì có một pi và một O. Đấy, một O một pi. Vậy từ đó mình suy ra được K của mình bằng 1 và O của mình cũng bằng 1. Đúng chưa? K bằng 1, O bằng 1 thì thế vào công thức. K bằng 1, O bằng 1 thì đây thế vào công thức này. CnH2n cộng 2 trừ 2K OX. Được chưa? Thì mình sẽ được công thức tổng quát của aldehyde no đơn hở sẽ là CnH2n O nhá. CnH2n O. Ok chưa? Nếu mình tách ra thì nó có thể viết là CmH2m cộng 1 CSO. Đấy, cho nhóm chó ra ngoài nhá. Ok chưa? Aldehyde no hai chức hở. No là gì ạ? No là không pi. No là không pi. Hai chức là có hai con chó. Đúng không? Hai con chó vậy nó sẽ có 2 O và 2 pi. Nên suy ra anh này K nó bằng 2 và 2O. K bằng 2 và 2O vậy thì nó sẽ là CnH2n trừ 2 O2. Được chưa? Thì anh này còn có thể viết là chia hai con chó ra, CHO chia 2 ra. Còn viết là CmH2m. Nào, aldehyde không no một nối đôi CC đơn hở. Không no một nối đôi CC là có một pi. Đúng không? Đơn là có một con chó, một con chó ta sẽ có một O và một pi. Vậy tổng lại ở đây của chúng ta K ta bằng 2 và một O. K bằng 2 và một O thì nó sẽ còn là CnH2n trừ 2 O. Hoặc ta có thể viết là CmH2m. Đúng không? CmH2m trừ 1 CSO. Đấy, mình có hai kiểu viết nhá, hai kiểu viết là xong về aldehyde. Các bạn hiểu chưa? Đấy, các bạn hiểu chưa? Thế là xong về aldehyde nhá.